Vậy là Manchester United đã ngắt chuỗi 3 trận chỉ biết hòa 1-1 khi giành chiến thắng 2-0 trước Brighton rạng sáng nay. Tuy đã giành được 3 điểm, nhưng vẫn có khá nhiều vết gợn trong cách chơi của Quỷ Đỏ. Chính vì vậy, các khán giả hãy cùng Random Football lắng nghe những câu trả lời của Ralf Rangnick về các câu hỏi xung quanh trận đấu, những điểm nóng đáng chú ý và các vấn đề đã được cải thiện của Man United, giúp họ được hưởng niềm vui ngày hôm nay. Đầu tiên, xin chúc mừng ông với chiến thắng này. Chiến thắng này có tầm quan trọng như thế nào đối với ông và cả đội? Với việc Quỷ Đỏ đã trở lại với top 4, vậy thành tích này có ý nghĩa lớn đến đâu cho câu lạc bộ? Nó rất quan trọng, nhưng chúng tôi vẫn còn khá nhiều trận đấu cần phải giải quyết trước mắt. Rõ ràng sau 3 trận hòa gần nhất, 2 trong số đó trên sân nhà, và tất cả chúng tôi đều dẫn trước 1-0, thì chiến thắng này có ý nghĩa hết sức quan trọng. Hơn nữa, hôm nay có vài sự thay đổi khi hiệp 2 của chúng tôi hay hơn hiệp 1. Điều này là nhờ sự quyết liệt của chúng tôi khi thi đấu, thực hiện các nỗ lực cắt bóng và tấn công mạnh dạn, chiếm các vị trí cao hơn. Tóm lại, đây là một kết quả rất quan trọng cho chặng đường sắp tới. Ông đã nói gì trong giờ nghỉ? Vì đội bóng có vẻ đã ngay lập tức thay đổi trong hiệp 2. Các cầu thủ đã giành lại bóng từ ngay phần sân đối phương và nó có hiệu quả rõ rệt. Câu hỏi thứ hai, ông đã đưa Alex Telles vào vị trí hậu vệ phải vào cuối trận. Điều này có ý nghĩa chiến thuật nào trong bối cảnh thế trận trên? Đúng, tôi có hỏi các cầu thủ vào giờ nghỉ rằng liệu cả đội có nên thay đổi sơ đồ hay điều chỉnh cách tấn công đối phương. Chúng tôi quyết định giữ nguyên sơ đồ 4-2-3-1 và hai cầu thủ chạy cánh là Elanga và Jadon Sancho được yêu cầu xuyên phá vào trung lộ nhiều hơn để vỗ mặt các trung vệ đội bạn. Điều đó yêu cầu hai hậu vệ cánh của chúng tôi phải dâng cao chám vào vị trí của các tiền đạo cánh. Và cách này đã có hiệu quả trong bàn thắng đầu tiên cũng như trong tình huống Elanga cướp được bóng dẫn tới thẻ đỏ của Lewis Dunk. Từ đó trận đấu rẽ sang một hướng khác. Tất nhiên, chúng tôi có thể kết thúc trận đấu sớm hơn nhiều, tỷ số đáng lẽ phải là 3 hoặc 4-0. Một lần nữa, chúng tôi chưa đủ sắc bén để đóng hòm cả trận, và 5 phút cuối thì luôn luôn rất đáng sợ, dù đội bạn chỉ có 10 người, bạn hoàn toàn có thể nhận bàn thua. Đội mất khá nhiều thời gian để kết thúc trận đấu với bàn thắng của Bruno. Về câu hỏi thứ hai, đúng, cánh phải của họ rất nguy hiểm với Tariq Lamptey chơi dâng cao, gần như là một tiền đạo cánh trong khoảng 10 đến 15 phút cuối trận. Đó là lý do vì sao tôi đưa Alex Telles vào để hỗ trợ Luke Shaw ở cánh này. Về bàn thắng mở tỷ số, với kinh nghiệm bóng đá của mình, ông sẽ miêu tả bàn thắng của Cristiano Ronaldo như thế nào? Anh ấy có nhiều người hoài nghi mình, nhưng rồi Ronaldo đã thể hiện được giá trị của bản thân rồi nhỉ? Vâng, đó là một bàn thắng rất tuyệt và cũng rất quan trọng. Nhìn chung tôi nghĩ đây là một màn trình diễn tốt của Ronaldo. Anh ấy tràn đầy năng lượng, luôn xuất hiện tại các điểm nóng và luôn cố gắng giúp đỡ đồng đội. Đây là màn trình diễn tốt nhất của Ronaldo trong vài tuần đã qua và một bàn thắng hết sức quan trọng với chúng tôi. Tôi muốn hỏi về tầm ảnh hưởng của Paul Pogba. Anh ấy đã chơi rất tốt trong hiệp 1 ở vài trận gần đây, nhưng Paul cũng có thể vào sân từ ghế dự bị và tạo ra một sức ảnh hưởng đủ để thay đổi cục diện trận đấu nhỉ? Vâng, thật ra Fred chơi cũng rất tốt trong hiệp 2, nhưng khi đã hơn một người, bạn sẽ muốn giữ quyền kiểm soát bóng và thế trận trên sân. Đó là lý do tại sao tôi đưa Paul vào. Nhưng vì anh ấy đã nghỉ gần 3 tháng sau quá trình điều trị chấn thương khá dài, nên tôi thấy việc để Pogba nghỉ ngơi trong hiệp 1 và tung vào sân trong nửa tiếng cuối là hoàn toàn hợp lý. Ông có nói rằng đội của ông như hai thái cực đối nghịch trong hai nửa của trận đấu. Tới trận này, liệu đội còn thể hiện quá trái ngược như vậy không? Nó rất khác so với 3 trận trước vì chúng tôi lúc đó chơi hay trong hiệp 1, còn lần này là hiệp 2 lại khá tốt. Nhưng như tôi đã nói, tôi nghĩ tình hình đã tốt hơn khi chúng tôi bước vào hiệp 2 mà tỷ số vẫn là không đều. Cả đội có động lực để thi đấu tốt và đã giành chiến thắng. Điều quan trọng nhất vẫn là giành được 3 điểm. Sau hiệp 1, ai cũng thấy đây không phải là một trận đấu dễ dàng. Brighton có phong độ cao, họ thi đấu cực kỳ tốt với khối kim cương ở giữa sân. Điều đó gây khó khăn cho chúng tôi trong việc cầm bóng và cắt các đường truyền. Trong hiệp 1, họ có 4 hoặc 5 pha chuyển trạng thái khá nguy hiểm. Tôi vẫn nghĩ rằng hiệp 1 chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn hơn. Nhưng Brighton nhìn chung đã có quá nhiều thời lượng kiểm soát bóng trong hiệp 1. Các cổ động viên cũng nhận ra điều đó. Họ có hơi lo lắng và bất an về nửa đầu trận đấu. Đó là lý do tại sao chúng tôi phải chấp nhận rủi ro nhiều hơn khi bước vào hiệp 2 và tấn công với khối đội hình dâng cao hơn nhằm tạo ra bàn thắng và giành chiến thắng cho các cổ động viên. Tôi muốn hỏi ông cảm nghĩ về màn trình diễn của Brighton, đặc biệt là trong hiệp 1 khi cả đội chịu khá nhiều áp lực từ phía họ.
Tôi nghĩ Brighton là một trong ba đội có tỷ lệ kiểm soát bóng cao nhất giải. Lối chơi của họ dựa rất nhiều vào việc kiểm soát bóng và họ đã làm điều đó với sự tự tin và sự sắc bén. Và như tôi đã nói, trận đấu này không hề dễ dàng, đến các đội như Liverpool hay Manchester City còn gặp khó khăn khi đối đầu với Brighton ngay trên sân nhà. Tôi nhớ, họ đã cầm hòa được một trong hai đội với tỷ số 2 đều. Trận đấu rất khó khăn, bạn phải chơi tất tay và gần như phải chấp nhận chịu mọi rủi ro để có thể tấn công họ. Đó là điều chúng tôi đã quyết định làm trong hiệp 2. Đây cũng là lý do vì sao chúng tôi không chỉ có bàn thắng mà còn câu được chiếc thẻ đỏ. Đương nhiên, mọi việc dễ dàng hơn cho chúng tôi kể từ lúc đó. Quý khán giả vừa theo dõi một sản phẩm của Random Football. Hãy cho chúng tôi biết cảm nghĩ của các bạn bằng cách để lại bình luận ở bên dưới. Nếu hứng thú với video này, hãy ủng hộ đội ngũ sản xuất của Random Football bằng cách nhấn like và subscribe đăng ký theo dõi, cũng như bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!